kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ unbox về mẫu sản phẩm Super Robot Chogokin Mazinger Z. Thì mình biết luôn là chắc trong này nhiều anh em là biết về anh chàng này rồi. Anh chàng này là quá nổi tiếng rồi. Anh chàng Mazinger Z này là một mẫu robot là được cụ Gonagai tạo ra, phải gọi là thiết cái gọi là tác giả của anh chàng này luôn. Thì đây là khái quát về box của cái mẫu sản phẩm này. Thì ở đây, đây là tên và đây là cái logo của gọi là cái dòng Super Robot Chogokin này luôn. Đó. Thì cái mẫu sản phẩm này được sản xuất vào năm 2010, nhưng mà đây là một cái mẫu tái bản. Một cái mẫu tái bản và được sản xuất lại vào năm 2013. Đó. Thì nếu như mà các bạn mua bản 2010 á thì các bạn sẽ được tặng cái bài này. Còn nếu như mà không mua được bản đó mà mua cái bản 2013 này thì có thể là sẽ không có cái bài này. Và cái bóc của cái bản 2013 và 2010 khác nhau. Đó. Thì khái quát về bên ngoài của nó là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết là unbox bên trong coi thử sản phẩm này có cái gì nhé. Wow. Khá là chỉnh chu, đẹp đấy. Theo mình nghĩ thì trước mắt là có bốn bàn tay thay thế cái máy bay này là bỏ lên cái đầu trên này rồi. Đây là một cái cánh tay bự, một cái cánh tay bự này là dùng để gắn vô. Mình nghĩ là đây nè, đây là thay thế cái này, đây cánh tay bự này. Còn đây là hai cái bàn tay đó, một cái mở ra, cái đấm lại. Đây là thanh kiếm, còn đây là cái chốt này có thể là để sẽ gắn sau clip này. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở vỉ này ra, mở cái vỉ của con robot này ra coi thử. Good. Trên tay mình hiện tại là cái main fit của nó luôn, có nghĩa là con fit chính luôn, là mình chưa gắn phụ kiện hay là gì vô hết. Thì tổng quan sơ thì đây là một cái lỗi mà nói thiệt ra luôn thì dòng Super Chogokin con nào cũng bị. Chính xác luôn là con nào cũng bị, đó là lỗi bị lỏng khớp háng. Vì sao? Vì sắt ở đây nhiều quá. Cái khớp của họ cũng được thiết kế bằng háng luôn, hay là bằng sắt luôn. Thì cái chân này, sắt là dồn vô chân nhiều. Phần sắt dồn vô chân rất nhiều luôn. Và cái phần háng, khớp háng đây và ở đây. Thì bẻ cái khớp đầu gối nó nghe cạch cạch luôn. Chúng ta là ở đây là có thể họ sử dụng là khớp răng, cho nên mới có thể nghe cạch cạch như vậy được. Ở trên này thì không nhé. Ở trên này thì có. Trên này thì như thế này, ở đây theo mình nghĩ thì có thể là bánh răng. Bánh răng là nó nằm ở trong cái khớp ở trong này luôn nè. Nó nhỏ quá cho nên cũng khó mà thấy. Đây nè, ở trong này anh em nè. Là khi như thế này đúng không? Đó, nghe cạch liền. Đó, kịch đó. Đấy. Cái khớp bánh răng của nó đó. Cũng quan thì về cái phần đó, phần khớp khiết thì mình thấy ok, nhưng mà chỉ là cái phần háng thì đúng là cái bệnh này là cái bệnh chung rồi, cho nên cũng không thể nào nói được. Về màu sắc thì đúng, màu này đã là sơn màu đúng, màu đẹp luôn á. Mình thấy màu này là đúng theo trong bản phim luôn. Thì ở đây trước tiên bây giờ mình sẽ lấy cái máy bay lên, gắn vào nha. Mình gắn cái máy bay này vào trước. Đây, chắc luôn. Đó, bây giờ thì giống rồi đấy nha. Giờ thì đúng là hoàn chỉnh rồi. Đó. Phụ kiện thì bây giờ mình sẽ lấy một cái tay cầm kiếm ra nha. Một cái tay cầm kiếm. Cái tay cầm kiếm này thì mình sẽ để như thế này. Đấy. Ở đây thì là cái chốt gắn dưới cái đít của nó. Thì mình sẽ lấy ra luôn. Mình sẽ lấy cái chốt này ra.
Bạn vô đây, bạn nào mà có cái base đó, cái base của dòng SHF hay là bay của mấy cái dòng Gundam đồ á thì gắn lên cũng được. Nhưng mà nói trước là con này cũng nặng á nha, nó cũng nặng á, sợ là cái bay cũng chịu không nổi, là cũng hơi mệt á đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra, cái tay này ra đó, lấy cái tay cầm kiếm này vào, bây giờ mình sẽ thay cho nó ấy rồi. Và bây giờ là mình sẽ lấy cái tay bự này ra luôn. Thì ở đây là nó cho hai bàn tay, một là cái bàn tay mở ra, hai á cái bàn tay nắm đấm, hai cái bàn tay, một bàn tay mở ra, một bàn tay nắm đấm. Thì mình trong này chắc là mình sẽ chọn nắm đấm. Đấy, cái bàn tay mở ra đằng sau là có thể là nó sẽ một cái bô khác đây. Rồi bây giờ mình sẽ muốn thay thế nó thì phải như thế này các bạn. Rút cái này ra trước đây, cái chốt, bởi vì bên trong này là nó bị rỗng nha, rỗng đó, thấy không, rỗng nè, à rỗng, cho nên mình sẽ để vô đây đấy, gắn vô đấy. À thấy không, cứng lắm á nha, cứng đấy, khá là cứng. Nếu như mà rút ra sau này mà muốn rút ra là cũng mệt mỏi đấy, nhưng mà nếu như đã chấp nhận chơi thì được, thì mình nghĩ là không thành vấn đề đấy. Vẫn giữ được biên độ khớp khá tốt, không bị cấn gì nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ gắn vô đây. Bồ, khá là ngầu đấy. Rất là ngầu. Chất lượng thì mình có thể nói là rất là tốt, vì mẫu robot này cầm rất là đầm tay và rất là nặng, phải công nhận là nặng. Bởi vì so với một con fit mà chỉ có 12-13cm thôi mà cầm lên cảm giác nó rất là đầm tay, các bạn có thể mua về và trải nghiệm thử. Thì theo mình nghĩ, mình đánh giá mẫu fit này được 7.5 điểm. Bởi vì sao mình cho 7.5 mà không cho 8 hay 9, là bởi vì cái bệnh lỗi chân, cái lỗi của nó, cái lỗi lỏng háng của nó là một cái lỗi thật sự ra là mình cũng khó chịu. Còn về một cái điểm nữa, đó là mình không nhắm biết sao, nhưng mà cái dòng SRC á, cái phần chân rất là dễ bị trầy sơn phần chân. Tại vì mình đã có một mẫu trước, một mẫu sau này là mẫu Grid Mazinger á, là đã bị trầy sơn. Nếu như chỉ cần va chạm nhẹ hay là bị cào nhẹ thôi là nó sẽ bị trầy sơn ngay, đó là cái phần sơn nó không có tốt đó. Thì đấy là theo quan điểm đánh giá của mình về mẫu sản phẩm này. Thì mình thấy đây cũng là một mẫu sản phẩm đáng chơi, đáng để sở hữu. Good.